Sáng nay, Công an thành phố Thủ Dầu Một tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an năm 2021. Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Công an thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên thanh niên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đời sống của các gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ công an năm nay, đồng thời mong muốn thanh niên trúng tuyển tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, khắc phục mọi khó khăn, an tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Dịp này, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã trao tặng quà và quân trang cho thanh niên trúng tuyển. Hiện thành phố cũng đang chuẩn bị phun khử khuẩn, đảm bảo các thiết bị y tế và thực hiện phòng chống dịch tại khu vực tập trung thanh niên cấp phường và địa điểm giao nhận quân cấp thành phố để đảm bảo công tác giao quân đúng vào ngày 3 tháng 3 năm 2021.